Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Lâm Tâm Như sự nghiệp lên hương, thành bà trùm showbiz được Hoắc Kiến Hoa cưng chiều hết mực. Không ngoa khi nói Lâm Tâm Như hiện tại đích thị là bà trùm của làng giải trí xứ này. Bên cạnh vai trò diễn xuất, nữ diễn viên còn giữ vị trí giám đốc chiến lược tại Baiju. Công ty sản xuất phim mạnh hàng đầu Đài Loan. Chưa dừng lại ở đó, Bio Digital còn trao quyền cho bà xã Hoắc Kiến Hoa trong việc thực hiện các dự án điện ảnh và truyền hình, chiến lược bởi tiềm năng, lẫn tâm huyết mà nữ diễn viên đã bỏ ra trong công việc phim mạnh. Nhờ nhận được đặc quyền ở khâu chọn kịch bản và nhân vật, ngôi sao Hàn Châu Cách Cách bắt đầu thử thách bản thân với nhiều dự án có chiều sâu hơn, bằng chứng là Ba Mẹ Một Con vừa thành công thuyết phục tài tử Trịnh Y Kiện quay trở lại màn ảnh và gật đầu đồng ý sang Đài Loan để góp mặt trong tác phẩm trinh thám Hàng Triệu Người Suy Luận. Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 1976 còn chuẩn bị đảm nhận một bộ phim điện ảnh hợp tác với Việt Nam. Thừa thắng xông lên, Lâm Tâm Như tiếp tục giữ vai trò giám chế cho game show Camping is Busy. Điều thú vị là dàn nghệ sĩ góp mặt trong chương trình đều là những người đồng nghiệp từng tham gia dự án Hoa Đăng Sơ Thượng của nữ diễn viên. Nói về điều này, cô cho biết, ý tưởng bắt đầu khi chúng tôi đang liên hoan, Lưu Phượng Ngôn đề nghị tổ chức một buổi cắm trại. Tuy nhiên trong lúc chúng tôi ngoại trừ Tạ Hân Dĩnh, không có ai có kinh nghiệm, kỹ năng cho việc này. Do đó chúng tôi quyết định thực hiện một show giải trí và cuộc thử thách chính mình. Ngoài ra, Lâm Tâm Như cũng tiết lộ thêm, tôi không thích các chương trình truyền hình có hoạt động ngoài trời, do đó đây cũng là thử thách đáng nhớ. Tôi rất sợ côn trùng và rắn, nếu lúc đó tôi phản ứng thái quá tôi sẽ cắt phần đó đi, dù sao tôi cũng là nhà sản xuất. Thực tế, không riêng sự nghiệp đang ở trên đỉnh cao, cuộc hôn nhân với ông xã Hoắc Kiến Hoa và nhan sắc của Lâm Tâm Như cũng được dân tình quan tâm không kém. Những năm trở lại đây, câu chuyện và visual và sắc vóc của mỹ nhân họ Lâm chưa bao giờ hạ nhiệt trên khắp các diễn đàn showbiz. Tuy đã trải qua một lần sinh nở, nhưng Lâm Tâm Như vẫn sở hữu mức cân nặng đáng mơ ước với chỉ số 47,75kg. Để có được vẻ ngoài vạn người mê, nữ diễn viên luôn duy trì thói quen tập luyện yoga, boxing, gym cũng như đu vòng hàng ngày để duy trì thân hình thon gọn. Bạn nghĩ như thế nào về thành công của Lâm Tâm Như sau khi trở về Đài Loan phát triển sự nghiệp? Hãy để lại bình luận bên dưới bài viết này nhé! Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.